Ngày hôm nay mình sẽ ghé thăm một cái lò đậu xe của người Việt Nam. Thì nói là lò cho vui cho nó hoành tráng, nhưng mà thiệt ra đây là một cái nói chung là một cái chỗ mà anh em Việt Nam tụ tập chơi. Rồi có một cái anh kỹ sư thì ảnh rất là rành về cái dòng xe GX Senor, rồi cũng như là chuyên về cái ECU Flash. Thì ảnh làm độ xe cho anh em Việt Nam, rồi những người trong giống như là địa phương vậy đó. Thì anh em theo mình để coi ở trong này có cái gì đặc biệt ha. Đây mình có Ducati 1299S đó. Thì nhìn sơ sơ thì cái xe này nó có độ cái mâm của chiếc 1198S hay O gì đó mình quên rồi đó. Rồi cái dàn bô Krapovic nè, không đó. Gác chân Litec, rồi cái hồ cá phục ô linh hạng gắn sẵn, đẹp chứ gì, đẹp, rất là đẹp. Còn đây là chiếc GX6R. Thì anh em nào mà coi cái video mà mình quay với lại Quân Bạch thì anh em biết chiếc này rồi. Còn đây là huyền thoại của cộng đồng chơi mô tô ở bên Texas, chiếc H2 của em Quân Bạch. Thì như mọi người đã biết là Quân đã không có còn nữa với anh em. Đây rồi, đây là chiếc GX Senor, GX Senor Gen 6. Đây nè, Bulgrave cổ titan, cổ ống giữa titan, cổ full titan luôn, rồi kéo gấp, hạ phuộc, phải không nè, hạ chẳng ba, hạ phuộc. Thì mình quen miệng mình nói hạ phuộc nhiều thánh rồi vô nhắc hay sửa lưng. Đây là cái strap nè, để mình cột cái phuộc trước lại cho nó sát xuống, nó không có nhúng, nó chạy nhanh, nó ổn định. Đây là Hồng là chủ của chiếc Ducati màu đỏ, xe đẹp quá. Đây là chiếc GX14, quái thú đang nằm trong mình. Chiếc này thì tháo bớt một cái thắng ra rồi, thấy không nè, chỉ còn một bên thắng thôi, đó bên kia thôi đó. Cái dòng quay ABS nè, rồi chiếc này chắc độ cũng ghê lắm, không biết độ gì để chúc hỏi. Hello, how are you? Hi. 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 High five! Oh, good girl. Can you dance, baby shark? Do 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 do, baby shark. Do 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 do, baby shark. Do do. Đây là cái bộ box nè. Rồi kéo gấp dài. Đây, thêm một em quái thú nữa, GX10R độ Bull Grapes. Anh em nào mà không biết tiếng Anh á thì mình nói luôn là cái Grapes này á, cái chữ Grapes này á tức là cái mộ á. Hello em. Hello. Em tên gì? Phải không? Jeffrey. Jeffrey ha. Dạ. Chiếc xe nào là xe của em đâu? Chiếc này, chiếc màu xanh.
sơ đồ à, con rùa à, thì em có thể cho anh biết là xe em độ bài gì không? Bình thường full bốc on bô hạ phục kéo bánh ga yeah, tune pump gas MR12 EA5 à. Thì em có đo thử nó được bao nhiêu horsepower không? Chưa đo. Dạ chưa đo, chưa chuẩn bị vô. Em có chạy, em chạy thử thì nó được khoảng tốc độ nó được khoảng bao nhiêu? Em cũng chưa biết, tại cái dash nó max out 189, mà đi nhanh hơn được nữa. 189 là hơn 300 cây số giờ rồi đó. Ở đây là anh Khôi làm cái này cho em luôn phải không? Anh Khôi hết á. À. Team anh Khôi. Khôi à. Khi nào có anh Khôi là sẽ có. Đây. Đó. Đây nè. Lò Khôi Sos. Nổi tiếng lắm nha. Chạy lò này ra xe là chạy ghê lắm. À, thì giới thiệu với mọi người, đây là anh Khôi, chủ lò Khôi Sos, một trong những cái lò độ của hiếm hoi của người Việt ở Texas. Thì lò này cũng có tiếng nha. Ra xe chạy rất là ghê. Riêng ở thành phố San Antonio này thì xe của lò cũng có số lắm á. Anh Khôi, mình có thể em hỏi anh Khôi vài cái câu hỏi được không? Trước hết anh Khôi có một cái siêu phẩm muốn giới thiệu với anh em. Đây là... đã chưa? Đây là siêu phẩm của anh lò anh Khôi. Ủa anh ơi, cái chiếc này là của anh luôn hả? Xe của chủ lò đó. Thường gấp năng Việt Nam đó. Thì thường á là các cái lò xe á, là xe của chủ lò là cái xe ghê gớm nhất. Thì ở đây thì mình nhìn, mình chưa cần hỏi anh Khôi, thì mình nhìn sơ thì mình thấy là có một cái dè Hayabusa nè. Không? Rồi hạ phuộc kéo gấp. Rồi đây, cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt nè. Đó. Thấy cái bình không? Cái bình bình sữa nè. Anh Khôi cho em hỏi là bình, cái bình này là bình em mạnh dạn đáng là bình NOS Nitrous. Nhưng mà anh Khôi có thể cho em biết thông tin về cái bình này được không? Thì cái bình này lúc mà mình đây gọi là bắn thì nó xả ra cái khí lạnh á, làm cho cái máy nó chạy lẹ hơn. Dạ. Thì cái bình này nó có bao nhiêu shot trong đó anh Khôi? Tùy theo cái size của cái NOS mình đi. Nó đi theo những cái size nhỏ. Nó đi những cái size nhỏ này. Đó là những cái vòi của... À, những cái vòi. Yeah. Nó đi theo những cái size này. Tùy theo size mình đi nhỏ hay đi lớn hay nó sẽ phun ra cái khí lạnh đó. Thì cho em hỏi là thí dụ như bây giờ mình specific đi, là trong cái bình này nè, là anh Khôi có bao nhiêu shot, rồi nó sẽ bắn ra khoảng bao nhiêu shot đó. Bình này thì giờ đang để 40 shot. Tức là với cái 40 shot này thì nó sẽ có bao nhiêu power add vô cái máy? Từ 35 đến 40. Dạ như 40 shot thì mình nghĩ là 40 horsepower. 40 horsepower. Thì hiện tại cái xe này á, nếu mà anh Khôi đúng rồi, em quên hỏi là anh Khôi đi cái bài gì cho cái xe này. Đúng rồi. Đang đi cái bài gì cho cái xe này? Thì cũng đơn giản thôi. Bô cái đấy đồ chống chân nè. Bô Grave ha. Đó. Đầu tháng thì vẫn để nguyên, chứ không chơi như mấy nhà trắng sống chơi cũng hết mẹ tháng. Đây. Hạ đầu rồi. Nè, đó bó cái ép cái phục xuống. Cái dây này á thì lúc mà mình chạy á, mình kéo nó lên. Dạ. Nó lên thì cái đầu xe nó sẽ giữ cái phục này, nó không có bị đàn hồi. Dạ. Lúc mà nó đàn hồi là cái đầu xe nó sẽ bóp lên, cái này nó đỡ bóp đầu hơn. Thì cái đồng hồ của nó thì chưa
Đồng hồ thì chỉ nói chị để nó 189 thôi. Dạ. Yeah. Mình phải dùng cái GPS này. Ồ, oh, GPS, đây là cái GPS để đo tốc độ. Đo cái tốc độ của nó. Còn này là air fuel ratio gauge, đo cái xăng gió. Xăng gió, air fuel ratio. Còn cái này là của để control cái nitrous. Cái này rất hấp dẫn nha. Là cái này á là làm thế nào để mình biết là cái lúc nào là mình hợp lý để mình bấm cho nó xả cái hơi đó vô anh. Thì cái này anh set sẵn rồi. Nó sẽ ngưng bắn lúc 13. Dạ. Tức là 83 RPM thì nó sẽ ngưng lại. À, tức là nó tự nó bắn hay là mình nó control nó tới đó là nó không có bắn nữa. À. Vì mình không có muốn nào chụp nó bắn lúc mà hit red light nữa. Hit red light thì nó ảnh hưởng đến cái máy. À. Ví dụ đi, em coi phim á thì em thấy là người ta khi mà phim Fast and Furious á thì cái lúc mà nó đang chạy nó đang đua vậy nè thì bắt đầu cái lúc mà nó sắp thua bắt đầu nó bấm nút là nó lên vậy nè. Giống vậy đó. Vậy mình cũng vậy ha. Mình cũng vậy hết, mình cũng chạy cỡ 8,000-9,000 luôn. Ồ, cái nút này, cái này đi thôi nút. Ồ, vậy là thấy cái horn này, cái này nút còi này. Cái còi này mình không xài nữa. Không xài nữa. Hồ, quá đỉnh luôn. Thì lúc mà mình bấm cái này thì cái đồng hồ nó sẽ hiện là nó sẽ có cái solenoid trong này, cái lúc mà nó xả ra là nó sẽ báo này. Đây đó, on đó, thấy không? Đó, on off. Em hiểu rồi. Lúc mình đè máy lên mình bấm này nó cũng nghe. Dạ. Yeah. Giờ cái bình này thì nó low rồi. Nó đang low. Dạ. Yeah. Lúc mình đè lên là mình biết nó có bắn hay không. M12. Dạ, xăng này xăng đua. Dạ. Lúc mà chạy xong là nó sẽ cái khói nó sẽ trắng nhất. Ồ hay vậy đó hả? Ồ. Nó trắng hơn nữa nhưng mà mình cho clean đó. Tức là mình cái xe này chỉ xài cái xăng đó thôi. Nếu mình có nhiều map chứ cái xe này nó có đi tới 3 map. Ồ 3 map lận. Giờ hiện tại thì nó đang chạy xăng E85. Dạ, xăng bắp chứ không phải xăng bắp. Dạ. Ủa cái đó nó làm từ bắp hả? Người ta nói vậy. Nhưng mà không có phải là mở mang tầm mắt quá. Cái xăng đó là lúc mà nó đè lên nó đè hơi khó. Đúng rồi, hồi nãy anh đà nó nó kể cái xe hơi. Dạ. Lúc đè lúc chạy lạnh xăng y phải đè hơi khó nhưng mà nó mạnh hơn, nó mạnh ngang ngửa với cái xăng Emaco. Cái xăng Emaco thì nó cái xăng này nó nén oxy cho trọng. Nén oxy cho trọng nên lúc nào nó bơm lẹ hơn, cháy nhanh hơn, nhiều. Vậy là cái mùi thường á, tại em có đi coi đua xe mấy lần thì khi mà có nhiều chiếc xe nó chạy có cái mùi rất là nồng thì có là cái mùi này đúng không anh? Nồng thiệt. Rất là nồng nha. Hồi đó giờ thì thấy
bình NOS rất là nhiều lần trong YouTube rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cái bình NOS gắn lên xe mà hoạt động ở ở ngoài đời thật, trước mà trước mặt mình luôn. Rất là mở mang tầm mắt. Đây cái bình nè. Hai bình. Lúc mà nội chưa có trong này đó, nó sẽ bơm cái NOS vào trong trống. Dạ. Rồi nó lúc bình thường nó rất là nhẹ. Cho em thử, có thể cầm, cho em mượn cầm thử. Nhẹ. Có cảm giác như là nó có cái gì chất lỏng đang chảy chảy trong này nè. Dạ, vì nó gần hết rồi á. Nếu mà mình muốn chạy thì mình phải bơm nó lên. Ngoài bơm lên. Thì mỗi lần mà mình hết á thì mình đi bơm á thì nó tốn kém nhiều không anh? Rẻ lắm, thì 15 đồng. 15 đồng. Dạ, 15 đồng, nhưng mà cái bình là bình 2.5 pound. Là khoảng bao nhiêu shot anh? Bình này thì nếu mà đi 40 shot thì cỡ 6 lần chạy. 6 lần chạy là bắn full luôn á. Bắn full nó max số vậy. Thấy không? Tức là chỉ tốn có 15 đồng thôi mà tăng tới 40 35 tới 40 mã lực. Nhưng mà tất nhiên là mình phải đổ cái xe mình tới nơi tới chốn thì mới được. Chứ không phải xe thường bỏ vô là cái này mình rất là hơi lạnh vô nên là phải đổ phải tua nó lại mà phải chỉnh nó lại cho nó xăng nhiều hơn. Dạ. Vì nếu mà nó không có xăng đủ là nó cái nón đi nó lại nó cà bùm, nó banh máy. Cà bùm. Gọi là cà bùm. Dạ. Anh Khôi cho em hỏi tí là anh Khôi cái môn cái độ xe này nè. Thì anh Khôi học ở đâu để biết độ? Tại đa số ai cũng phải có trường, có lớp. Thì cho em biết hỏi là anh Khôi ai dạy cho anh Khôi độ xe? Thì nó cũng xuất phát từ đam mê thôi. Nó tóm lại là phá mình phải phá hư lắm là mình rút kinh nghiệm sau là mình mới sửa được nó. Dạ. Với lại cũng học được nhiều người lắm, học những người mà mấy cái tuner giỏi ở những cái thành phố khác á. Dạ. Mấy ông mà chạy giống như là người ta gọi world record á, là giống như là chạy nhanh cái gì để lấy kỷ lục đó, phá kỷ lục đó. Mấy người đó khu, mấy người đó chia sẻ cho mình cái kinh nghiệm độ lên á, xong mình không biết gì mình hỏi thì tóm lại là cũng phải học của những người những bậc thầy. Dạ. Chứ không có thể là sinh ra là biết độ như thế. Dạ đúng rồi. Trước hết là em muốn hỏi là anh Khôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh 30. 30 ha. Vậy thì anh bắt đầu độ từ hồi bao nhiêu tuổi? Ở Mỹ thì năm 2018 thì bắt đầu chạy chiếc 600, 636. 636. À. 636. Bắt đầu chiếc đó mày khi mà mình độ á thì nó hay có những cái bài ví dụ như là bô xăng lửa, tức là thay bô rồi thay air filter rồi map đồ này kia. Nhưng mà khi mà có những cái mà thí dụ đụng vô phần cứng, thí dụ như đụng vô máy á, thì anh đã có bao giờ làm chưa? Thì máy thì nếu mà muốn độ cho thật là mạnh á thì full rebuild là bo hết cả piston, làm lại cái head của nó luôn. Dạ, lại cái đầu xe của nó luôn. Thì cái chiếc cũ anh á thì anh làm cái đầu xe của nó, tự làm hết. Chiếc này máy vẫn stock nha. Dạ. Máy vẫn stock nhưng mà hiện độ những cái ví dụ như cái này. Cái đầu xe của anh xíu tên nó không có Em có cái flashlight. Đây. Đây. Nó cái hốc gió của nó sẽ nó sẽ ra cái kính. Mình tháo hết ra luôn cho nó nhiều gió lên. Đó. Cái airbox của nó. Cái airbox này airbox độ này. Thì lúc nó chỉ như thế này. Dạ. Yeah. Lúc gió nó đi vào á là cái hãng nó làm á, nó sẽ có cái cục gồ lên như vậy. Thì nó sẽ cản gió. Thì mình độ mình cắt nó đi, mình làm cho nó phẳng, lúc nào nó gió nó vô nhiều hơn. Vậy là cái này là anh chế hả? Dạ. Wow, hay quá. Đây nè anh em thấy cái đường cái nôi cái mối hàng không,
nè, cái mối dán giống như là một cái miếng nhựa khác á, dán vô. Ồ, lạ quá ha. Tức là cái này hồi lúc trước là nó không có được như vậy. Đó, thấy không? Yeah. Giờ nó phẳng nè. Nếu các bạn để ý là nếu mà dỡ cái air filter ra thì thấy nó có cái cục gồ như vậy. Dạ. Là gió nó đi vô nó sẽ cản, cản cái cục gồ đó. Thì cắt này nó phẳng thì gió này đi vô thẳng thì nhiều gió hơn. Dạ. Gió thì mình phải tui lại cho bỏ nhiều xăng vô. Dạ. Thêm xăng vô thì nó mạnh. Còn cái gold thép này thì nó như là nó nằm trên cái đầu máy á thì nó sẽ nóng, nó cái gold thép nó làm cho cái airbox nó không có bị nóng. Ồ. Vì cái ví dụ cái airbox nó bị nóng thì cái xe nó sẽ chậm lại. Ồ. Cái nếu mà nó nóng lên á thì cái không khí vô nó sẽ bị nóng. Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Em hiểu rồi. Tại không khí lạnh thì nó cháy tốt hơn. Dạ, cháy tốt hơn. Dạ. Giống như là cái nitrous vậy. Dạ. Nó bắn cái khí lạnh vô. Dạ. Khí lạnh vô thì nó nén cái máy lại. Thì mình bơm xăng chỉnh xăng nhiều hơn thì nó chỉnh cái vòng tua, nãy thấy vòng tua nó tăng lại. Nó tăng lên. Dạ. Lúc mà chạy cũng vậy, nó đang vòng tua vô. Nó từ bấm một cái nó chạy. Thì ngoài cái độ cái hấp gió đó thì mình phải độ cái côn. Cái chiếc mấy cái chia tên là cái côn nó rất là dở. À, cái nồi. Cái nồi của nó rất là dở. Thì cái nồi của nó này nó mấy cái lò xo của nó rất là yếu, của hãng rất là yếu. Nên mình phải độ cái lò xo của thằng Brock Performance. À, Brock's. Yeah. Hãng nó làm bô luôn á, làm côn, làm rất nhiều thứ, làm cái lò xo của nó cứng hơn. Vì sau mình đổ hết lên là nó cái xe nó sẽ tăng horsepower lên này. Thì cái lò xo nó sẽ chịu được nhiều cái abuse. Rồi nếu không mà nó mòn lẻ lắm. Yeah. Xong rồi cái chiếc GTN này á, cái để cái số 1 của nó, lúc mà mình chạy á, cái số 1 nó rất là chậm. Yeah. Cái gear nó là stock gear là nó 39. Ghi đằng sau nó 39, nhưng mà trong cái hộp số nó cũng vậy luôn, 39. Xong mình thay cái bánh răng bự hơn, tháo cái hộp số luôn, mình thay cái bánh răng bự hơn. Đây mình có mấy cái hình để cho xem cái chiếc này. Chiếc này là hộp số rồi. Đã đổ hộp số rồi. Wow, tức là can thiệp vô phần cứng của xe cũng khá là nhiều. Đó, cái này cái bánh răng của nó này, cái số 1 của nó này. Dạ. Cái này cái số 1 riêng. Dạ. Còn cái này số 1 độ. Ồ, khác nhau ha, hoàn toàn luôn. Cái này thì 39 răng, còn cái này thì 40 răng. Ồ. 40 răng thì cái số 1 nó đề 3 lẻ lắm. Nó sẽ làm cho cái đề 3, cái set off của cái số 1 nó rất là mạnh. Dạ. Thì cái chiếc này nó kéo bánh luôn rồi, nên là mình đi cái set off đó. Nếu mà mình độ cái số 1 đó mà mình không kéo bánh thì chắc nó nhõng đầu. Chiếc là nó nhõng vào ngoài. Dạ. Chứ là cũng có cái ghi đồ. Wow, anh hạ phuộc thấp xuống vậy mà nó vẫn nhõng đầu. Nó vẫn nhõng đầu chứ. Oh. Cái bánh là bánh ngắn mà. Mình chạy bánh stock kia như base thì nó vẫn nhõng đầu như thường. Dạ. Lúc mà bắn này thì nó nhõng ghê nữa. Dạ. Thì cái tốc độ của cái xe này á, anh nếu cái lần mà anh chạy nhanh nhất á là nó được bao nhiêu? Cái lúc này thì anh chưa có max nó là gì. Tháng 3 này anh sẽ đi Texas Mile. Yeah. Texas Mile là chạy 1 mile luôn á. Một dặm. Đó thì chiếc này nếu mà chạy Amato, hồi trước anh chạy Amato thì 204 205 mile per hour. 204 205 miles per hour. Là cả chừng 300 mấy á, 300 mấy cây số giờ đó, 320, 303. Còn chạy xăng thường thì 200, 201. 201. Wow, rất là nhanh nha. Vì mình thích cái bánh ngắn thì cái bánh ngắn, nếu mà những người mà thích chạy mà đo top speed á, thì cái bánh ngắn nó sẽ nhiều top speed hơn là cái kéo bánh rồi. À. Mình kéo càng dài thì nó sẽ cần nó mất cái top speed. Đó, thì ra là vậy. Tức là những cái người mà đi gấp dài á, thường là người ta chỉ chạy từ khoảng chừng 100 cây số giờ cho tới 250 hay gì đó thôi. Đua những cái setup những cái đoạn ngắn á. Đoạn ngắn thôi. Thì mấy thằng kéo bánh này nó chạy ghê lắm. Dạ. Nó kéo số 1 nó kéo lẹ lắm vì nó đỡ bắt đầu thôi. Dạ. Còn mấy thằng mấy thằng bánh dài thì nó đỡ bắt đầu hơn, còn mấy thằng bánh ngắn á thì nó chạy mấy thằng top speed.
Mình thích chạy Shopee hơn là. Dạ. Rồi ngoài ra thì anh còn cái bài độ nào trên cái xe này nữa mà anh chưa kể không? Bearing của chiếc này á, mấy cái chiếc này cái bearing của nó thì nó có bán cái gọi là ceramic bearing. Nó làm như gốm á. À, sứ. Sứ. À. Nó cái bi của nó làm cho cái bánh xe nó quay nhẹ hơn. Nó quay nhẹ hơn thì nó không có bị nó gọi nó bị bó. Giảm ma sát. Thì nó tăng cái tốc độ của cái xe lên. Nó nói như nó không có bị ghì cái xe lại á. À, wow, từng ly từng tí ha, từng cái chi tiết nhỏ. Nó còn cái dàn bu xà này thì lúc mà chạy tốc độ cao thì nó help cho cái xe mình nó cản gió đỡ hơn. À, dạ. Cái đầu xe nó không có bị lắc nhiều. Lắc, dạ đúng rồi. nó không từng chút một nhưng mà nó sẽ tăng cái tốc độ của cái xe lên. Thì khi mà em coi những cái video trên YouTube mà giống như là tụi Outspoken Tiger rồi đó, yeah. Nó chạy thì đa số là tụi nó chọn cái chiếc GX này, tụi nó nó độ. Cái GX này cái độ phạt với lại cái software của nó độ rất là dễ. Và cái máy của nó rất là mạnh nha. Máy của nó cái top end của GX này nó rất là mạnh. Nếu mà độ đúng bài nó chạy ghê, nó chạy kinh. Nó chạy mà mấy thằng S1000 mà độ không đúng bài là nó cắt cổ là dạ yeah. Dễ dàng luôn. chạy thì top end nó cắt cổ vậy. Mà đúng là cái xe này giá, thậm chí cái giá xe của nó cũng dễ chịu hơn mấy cái xe kia. Rất là giá hợp lý. Nó mạnh hơn những cái chiếc xe khác. Dạ yeah. Hàng chi là nó phổ biến ha. Rồi tại vì em thấy là coi mấy cái giải đua xe rồi đó. Thậm chí là SBK á thì tụi Kawasaki cũng rất là có tiếng trong đó. Anh làm ra như vậy á thì nó có khoảng bao nhiêu horsepower? Cái chiếc này chiếc anh thì anh chỉ tune trên đường thôi. Chứ bây giờ anh bỏ lên cái tài nọ. Ồ, tune trên đường là sao? Em chưa hiểu. Tune trên đường giống như là mình chạy nó trên ngoài đường xong rồi mình lấy map. Cái mình chỉnh sang gió cho nó đúng với lại cái trên mình chạy ngoài đường luôn. Vì mình chạy trên dyno á thì mình tune trên dyno thì nó lúc mà chạy ra ngoài đường thì nó sẽ khác nhau hẳn. Ồ chính xác, tại vì nó không có gió thổi ngược. Sang gió của trên của cái xe mà lúc mình chạy trên đây mình tune trên dyno thì nó khác với lại cái lúc sang gió của cái xe lúc mà chạy ngoài đường. Cái này nó tune thực tế. Em hiểu rồi. Tức là thí dụ như mình chạy trên dyno đi. Cái độ ma sát giữa cái bánh xe với cái mặt đường nó khác với lại cái con lăn, rồi xong rồi cái gió mà nó cái thông cái chất lượng không khí ở ngoài đường nó sẽ khác với cái chất lượng trong phòng đúng không? Em hiểu rồi. Ví dụ chiếc này nó chạy ngoài đường nó chạy 100 mph đi thì cái gió nó vô trong cái airbox thì nó sẽ khác với lại lúc mà nó đang ở trên đài nổ. Cái quạt nó không có đủ, có những cái quạt nó sẽ thổi mạnh hơn nhưng mà nó cũng không bằng. Vẫn không bằng. Tune thực tế. Cái này gọi là cái gì? Street tune đúng không? Thì street tune á, theo như những gì anh nói thì em nghĩ là street tune nó chính xác hơn cái thằng dyno đúng không? Dạ đúng rồi, nếu mà mình tinh chỉnh đó tùy theo cái trời nóng hay trời lạnh. Được vậy luôn hả? Thì trời lạnh thì mình thì cái gió nó sẽ lạnh hơn nên là mình thêm xăng vô. Cái này hay. Còn chạy trên dyno thì nó chỉ dùng ở trong cái room đó thôi. Dạ. Cái phòng đó thôi thì cái phòng nó nhiệt độ cái phòng nó sẽ khác hơn ngoài trời. Đúng rồi, từng ly từng tí ha. Cái gió của cái lúc mà nó chạy mấy thằng mà tune mà nếu mà muốn chạy chạy top end thì nó hầu hết nó tune ngoài đường. Dạ, tune ngoài đường. Vì trên cái dyno nó dù nó chạy tới 200 mph vậy đó, nó không có bằng cái thằng mà tune ở ngoài đường. Dạ, hiểu rồi. Có những người ta tune ở trên cái dyno. Xong rồi thì chỉ là lấy cái base map thôi. Dạ. Yeah. Xong người ta đem ra ngoài đường cho chạy lại. Nó mới chính xác được ha. Dạ. Yeah, thì anh khi mà nghe anh nói thì em có hiểu rồi. Tức là khi mà trời lạnh thì không khí nó đặc hơn thì nó cần nhiều xăng hơn. Đúng không?
Trước giờ chưa bao giờ, em chưa bao giờ nghe qua những cái chi tiết này luôn. Em cứ nghĩ thấy em tưởng thấy mấy người đậu xe đó là lấy cái máy rồi USB rồi cắm vô trong cái laptop xong rồi ngồi trên cái dyno bấm là tưởng như vậy là đậu xe, nhưng mà thật sự là nó giờ mình phải biết mình chỉnh cho nó. Ví dụ như dạng như thương trên Note thì mình phải chỉnh, mình biết cái xăng gió nó bao nhiêu để mình thêm xăng vô. Oh. Nó ít xăng thì nó liền cái máy rồi là nó carbon. Yeah. Rất là công phu anh em. Nó đòi hỏi rất là nhiều kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm đụng vô là có thể là dẫn tới cái tình trạng là bay cục máy vài ngàn đô. Thì kinh nghiệm thì cũng từ phá thôi. Phá bể máy ra. Đúng rồi. Thì những cái map đồ này kia là anh thêm bớt nó để ra cái map cho cái xe đó, đúng không, cho nó chuẩn. Tại em thấy là có nhiều người là họ chỉ biết download trên mạng về cái map rồi họ bỏ vô thôi. Dạ, không thì mình, không họ không được chính xác. Dạ. Mình phải chạy ra ngoài đường hoặc là mình ít ra thì cũng phải bỏ lên tay nổ. Dạ. Thì nó đọc lại cái xăng gió của cái xe thì mình mới biết được. Thì cái xăng cái xe này nó có cái đồng hồ mà xăng gió đó. Dạ. Thì mình lúc mà mình chạy top speed thì mình nhìn xuống mình biết là cái xe mình nó đang chạy đúng xăng gió hay là. Dạ. Nếu mà nó liên ra và nó, hoặc là nó thiếu xăng thì mình phải nhả ra. Nhả ra. Cái đồng hồ nó rất là hay. Dạ. Cái đồng hồ nó cho biết mình tình trạng cái xe của mình đang chạy như thế nào. Đó, thì anh em nhớ nha, cái đồng hồ này nè. Cái này là GPS. Cái đồng hồ. Đồng hồ này nè, nhờ đó. Hiểu gì? Zaytronix ha. Đó, anh em nào muốn đổ xe thì phải biết những cái món này. Làm sai rồi nó bay cục máy. Thì anh cho em hỏi là anh làm cái này á là ngoài cái đổ xe này thì anh có cái công việc nào khác không? Thì anh làm ở hãng máy bay. Hãng máy bay? Anh chuyên sửa về cái động cơ của nó. Tức là anh sửa động cơ máy bay. Yeah. Cái này là mình đam mê. Mình sống là mình có đam mê. Yeah. Tức là sao? Đến động cơ máy bay mà anh còn sửa được thì ba cái đồ quỷ này là chuyện nhỏ. Có thể nói là như vậy. Hãng máy bay gì anh? Thì anh làm ở Standard Aero. Dạ. Yeah. Là nó chuyên làm ở Boeing. Boeing. Ồ. Làm maintenance chiếc C-17 nhưng mà sau này mà mua bên kia thì làm máy thôi. Dạ. Yeah. Sửa máy thôi. Sửa máy. Yeah. Cái máy của máy bay thì nó khác hẳn ha. Yeah. Mà nó có khó sửa hơn nhiều không? Khó chứ, nhưng mà nó phải có cái manual, nó có cái hướng dẫn của nó. Dạ. Yeah. Manual cái nào của mình cũng phải theo cái manual. Không theo là nó hư rồi. Mà tại nó liên quan tới tính mạng của rất là nhiều người. Yeah. À, không phải chuyện đơn giản, cái này thì chỉ có cái mạng của một người mình người chạy thôi. Đúng. Nhưng mà cái máy bay thì làm cái đó thì nó chỉ chia những nhiều cái khâu chứ không phải là một người là làm sửa nguyên cái máy vì không thể nào mà nhớ được hết. Đúng rồi. Ví dụ một cái máy đó là nó chỉ một cái crew đó thì nó mấy người đó sẽ sửa xong rồi sẽ có một cái nhóm khác nữa tới nó kiểm tra. Ồ, có người kiểm tra nữa. Rồi nó check lại hết chứ, trước khi đi là nó phải check lại hết chứ. Vì mình có người mà đâu phải cái máy đâu. Đúng rồi. Lúc nào cũng sẽ có sai phạm nhưng mà lúc nào cũng có cái người check nó. Thì khi anh chơi cái môn này nè, đổ xe rồi anh có chạy không? Chạy chứ. Chạy. Thì khi anh chạy như vậy thì có bị người nhà phản đối hay là gì không? Tại đa số em thấy mọi người gia đình ít khi nào support mình chơi cái môn này. Thì cũng có gia đình thì cũng có nói nhưng mà đam mê tốc độ thì nó trong máu rồi. Đúng rồi. Không có sửa được. Dạ. Vợ cũng vậy cũng biết thôi, là tùy theo mình biết chơi là mình biết để nào điểm dừng. Dạ. Yeah. Yeah. Đam mê thì đam mê nhưng mà gia đình vẫn là chính. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì thí dụ đi, bây giờ á cái xe này đúng là mình thun trên đường cho mình không biết được cái con số chính xác của nó là bao nhiêu horsepower. Nhưng mà anh có thể có một con số nào đó cho đại, một con số nào đó mà anh
án chừng anh nghĩ là nó được cỡ bao nhiêu horsepower? Mấy cái chiếc mà anh độ xong rồi có những thằng nó đem ra dyno nó chạy thử coi bao nhiêu horsepower thì cái thằng mà chạy cao nhất là 204 horsepower. 204 đo là tại cái bánh xe. Yeah. Thì cái xe zin là bao nhiêu anh ha? Xe zin thì tầm 107-108. Wow. 107-108 mà lên 204 tức là nó lên tới 25 cho tới 35 horsepower. Đúng rồi, thì Zitten là nếu mà vì lúc cái hãng nó sản xuất ra thì nó giới hạn cái khâu rồi. Dạ. Chỉ cần nhìn cái airbox là biết rồi. Dạ đúng rồi. Nó giới hạn với lại cái ECU của nó là phải flat. Dạ. Tăng cái vòng tua máy lên. Xong rồi mấy chiếc Gen 5 này là nó cái bướm gai của nó sẽ nó chỉnh bằng điện tử. Dạ. Nhưng mà có thể mình vô cái ECU mình chỉnh nó luôn. Dạ. Vì cái mấy cái chiếc Gen 5 này từ 2016 trở lên đó, cái ECU của nó lúc mà mình càng chạy càng nhanh đó thì nó bị nó đóng lại. Oh. Nó đóng từ lại. Giống như cái hốc gió cũng vậy, mấy bạn để mấy cái hốc gió của chiếc này thì nó sẽ có một cái miếng như là gù lên. Cái miếng nó đóng nó mở. Oh. Đóng nó mở thì cái ECU mà nó stuck á thì lúc mà chạy càng nhanh thì nó đóng lại. Thì bây giờ mình flash cái ECU mình chỉnh nó, mình tháo hết nó ra luôn. Mình tháo nó ra thì mình phải chỉnh, phải tắt trong cái ECU là không có cái đó nữa. Không nó báo đèn. Không nó báo đèn. Dạ. Yeah. Rồi cái hướng ra của cái bồ như vậy, mình phải tắt nó đi. Xong rồi mình tăng cái vòng tua nó lên vì hãng nó giới hạn vòng tua chiếc này 13.000 mấy. Còn nếu mà mình flat ECU mình chỉnh thì nó 14.800. 14.800. Wow, 13.000 mấy mà lên tới 14.800. Mấy bạn muốn chạy mà trên 200 mile giờ á thì tăng cái vòng tua lên. Dạ. Đi cái bánh đi cái răng cái răng nhỏ hơn. Nếu mà mình muốn chạy tốc độ cao hơn thì mình đi cái răng nhỏ hơn. Còn nếu mà mình muốn chạy mà đề ba lẻ thì mình đi cái răng trước nhỏ hơn. Dạ. Em hiểu rồi. Anh em biết không? Tức là cái hãng Ducati á, khi mà nó làm chiếc 1199S á, rồi xong rồi khi mà nó lên chiếc 1199R á, tức là nó phải thay cái tay dên bằng titan để nó tăng cái dòng tua lên có 500 vòng một phút thôi, mà nó đã tạo ra một cái sự khác biệt rất là lớn rồi. Còn ở đây á, là khi mà anh Khôi đổ tăng từ 13.000 mấy mà lên tới 14.800, tức là hơn 1.000 vòng một phút, rất là ghê cái sự khác biệt nha. Nhưng mà mình cũng phải biết cách chạy nha, cái 14.800 á, nhưng mà mình không có ngâm đó. Dạ. Yeah. Mình chạy, ví dụ mình chạy xong rồi mình nhiều thằng nó ngâm lâu là nó bung rồi. À, công suất bắp. Công suất bắp đó. Vì mình tăng vòng tua nữa mà, ví dụ như nó chạy vô một mai đi thì mình chạy tới đó là mình ngâm. Dạ. Yeah. Nhiều thằng nó ngâm lâu rồi. Thì cái xe này á là 204 horsepower là đã có xăng độ chưa anh? Xăng đua chưa? Hay là chỉ là xăng pump gas bình thường thôi? Thằng đó nó chạy pump gas đó. Tức là chưa có xăng đua. Nếu có xăng đua vô nữa là chắc là phải có thêm khoảng bao nhiêu horse nữa anh? Cái xăng Yamato thì thường có 10 horsepower. Tức là thành ra 215. Tại cái bánh xe. Rồi bây giờ mình thêm cái bình NOS 440 shot này nữa thì là 40 horsepower nữa, là nó thành là khoảng 255. Yeah. Cho tới 260. Wow, con số rất là ghê. Nhưng mà mình không phải là mình cứ bắn ở ngoài, mình phải biết cái giới hạn của nó. Yeah. Chứ không phải là ngày nào ra cũng cứ cứ bắn nó hoài là nó cà bùm á. Thì anh cho em hỏi là thí dụ như ok bây giờ em có rất là nhiều bạn bè chơi xe, họ muốn muốn độ xe, họ muốn độ xe để chạy như vậy, thì thí dụ như cái cách mà như là cơ bản nhất, rẻ tiền nhất là em biết là thí dụ như gửi cái ECU cho anh để flash nó. Yeah. Thì họ cần phải làm cái gì thêm nữa bên cạnh cái ECU flash ECU đó? Thì những người bạn mà Việt Nam ở những cái bang khác á gì cũng gửi cái CV qua, thì sau mỗi lần anh flash xong thì anh sẽ hướng dẫn từng thứ một. Dạ. Để mà
làm cho cái xe nó chạy mạnh hơn. Mạnh hơn. Thì mình sẽ cần có cái dàn bô đúng không anh? Trước hết là cái dàn bô. Đúng rồi. Rồi dàn bô sóng gió rồi air filter. Đây, cái hiệu này đây. Thấy không? Spring air filter. Đó, cái hiệu này, nhớ cái hiệu này nha. À, bô thì thường thường cái bô nào nó là hợp nhất cho cái xe này anh? Chiếc này thì Acrobic hoặc là Grave hoặc là Rock. Rocks. Dạ, okay. Yeah, một trong ba cái hiệu đó ha. Anh thích ba cái hiệu đó vì nó chạy cái xe nó khác đi. Tức là nhưng mà mỗi hiệu thì nó sẽ có mỗi cái map khác nhau đúng không anh? Đúng rồi. Chứ đâu phải là cái bô này là mạnh đâu. Là mạnh. Em hiểu. Chỉnh cho cái bô đó. Dạ. Yeah. Những cái bô có những bô nó bô ngắn, còn cái bô nó bô dài. À nó cũng khác luôn. Nó cũng khác. Luôn. Wow. Cái xe nó feel khác hơn. Mấy cái bô dài á thì nó cho mình cái top end nhiều hơn. Là tức là ngắn. Tốc độ tối đa. Dạ. Yeah. Bô ngắn thì cho đề ba. Ồ, hiểu rồi. Hiểu rồi. Đó, tức là cho em hỏi luôn là cái chi phí mà để mà gửi ECU qua bên anh làm á là bao nhiêu tiền vậy anh? Thì bình thường là khoảng 250-350. Dạ 350-250. Dạ. Dạ. 250 là nếu mà gửi ECU qua đây á thì anh flash, anh gửi cái bề ngược lại xong rồi anh hướng dẫn cách tháo mấy cái sensor ra. Dạ. Đó xong rồi còn nếu mà 350 trở lên thì thường thường người ta đem xe tới luôn mà. Ờ, à, đem xe tới cho anh chạy, chạy anh chỉnh luôn. Chỉnh mà được. Ờ, nhưng mà cái mà anh chạy anh chỉnh thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn là chỉ là flash cái ECU thôi. Đúng rồi. Yeah. Flash ECU thì nó chỉ cho cái base map của cái xăng gió của của cái xe đó thôi. Yeah. Không có chính xác, nếu mà muốn chạy chính xác thì đem xe tới. Đem xe chạy ngoài đường. Ờ. Lấy map nó xong rồi chỉnh nó. À, thì cái 350 của mình á là nó đi rất là xa nha. Anh Khôi sẽ trực tiếp chạy xe ra đường rồi chỉnh theo cái xe của mình luôn. Đó. Một cái số tiền rất là nhỏ nhưng mà nó cho ra cái hiệu suất rất là lớn. Thì ok, mình sẽ để cái số điện thoại của anh Khôi với lại cái Facebook của anh Khôi ở trên cái màn hình, cũng như là cái link của Facebook anh Khôi ở phần description. Thì anh em nào á ở Texas, thí dụ như Houston, Dallas rồi này kia, nếu mà có điều kiện á, Austin rồi này kia có điều kiện có thể đem xe trực tiếp tới luôn. Còn nếu mà những anh em nào mà ở xa đó thì có thể gửi cái ECU qua cho anh Khôi để anh Khôi flash rồi gửi về đó, thì sẽ anh em sẽ có cái xe mạnh để chạy mà với một cái số tiền có thể chi phí có thể nó là không có cao. Một cái dàn bô thì em nghĩ là tầm ngàn mấy ha. Dạ, yeah, nếu mà gần bô và full system thì cổ bô với lại nguyên bô thì cũng ngàn mấy, rồi thêm 200 mấy tiền ECU, rồi cái air filter này kia chắc 2000. Dạ, 2000 hoặc 2500. Dạ, nếu mà độ đúng bài hết của nó thì tầm đó. Thơm, giá đâu có mắc, rất là rẻ. Dạ, yeah, bởi vậy chiếc tên người ta thích chiếc tên này. Dạ, yeah. Dạ em hiểu rồi. Trước giờ em mới thấy người ta cứ lấy cái xe này ra đua mà không hiểu tại sao nó lại phổ biến như vậy. Cổ bô của nó là titan sẵn rồi. Ồ, chứ là mình không, nếu mà thí dụ như mình không có tiền đi, tức là mình không có tiền mua nguyên cái dàn bô thì mình có thể mua nửa cái bô thôi. Dạ. Ồ, ngon ha. Ừ. Vậy là tốn nửa cái bô thì chắc chừng ngàn trở lại. Chứ tầm 600, 800. 600, 800. Dạ. Rồi thêm... thêm cái ECU 200 mấy nữa, rồi cái air filter thì ngàn. Quá rẻ. Mình chỉnh cái mình độ là mấy cái nhỏ nhỏ như airbox rồi hốc gió rồi mình đi gear khác rồi đơn giản vậy thôi. Dạ. Côn nữa. Là cái xe nó mạnh hết. Dạ. Những cái thứ nhỏ nhưng mà nó gộp lại nó sẽ làm cho cái xe nó chạy. Thì mấy bạn người Việt Nam là người nhỏ con á. Nếu mình vậy thì mình làm cái ghế mình cắt nó ra. Ồ, cái này là đâu? Cái này giống như là cái miếng xốp. Chỉ là miếng xốp thôi anh. Vì nó làm cho cái người mình ngồi nó thấp hơn á. Ngồi nó thấp hơn là mình lấp gió nó dễ hơn. Ồ. Như ghế này ghế ghế zin à? Ghế zin. À, ghế zin à, đúng rồi. Nó cao hơn. Cao hơn. Đó. Còn cái ghế này thì ngồi nó sẽ thấp hơn. À đúng rồi. Gió của mình nó thấp hơn.
Đó là thấp hơn. Thì mình ngồi kia, mình ngồi trước kia thì nó sẽ cao. Dạ. Yeah. Thì cái thấp hơn nó mình dễ điều khiển cái xe hơn ha. Mình càng chạy càng nhanh thì mình phải cần nó thấp xuống. Càng phải đắp gió thì nó sẽ kéo cái người mình lên. Dạ. Yeah. Tưởng tượng cái tốc độ mà 300 cây số giờ mà nó cái gió nó thổi ngược thì ghê lắm. Mấy cái nhỏ nhỏ thì mà nó cản gió. Dạ. Yeah. Nó khí động lực á, mình phải núp thật là thấp xuống. Làm sao á mà cho cái người mình á khi mà núp xuống á là nó phải thành một cái vòng tròn vậy nè. À. Mình ngồi lên trên xe á, lúc mà mình nấp gió mình ngồi lên cái đít mình phải ra tuốt còn sau. Dạ. Đó. Ngồi dưới đây thì nó cái cổ xe nó sẽ cứng hơn. Dạ. Yeah. Hai cái này nó ngồi dưới đây. Cái cầm mình nó mình đội mũ bảo hiểm thì cầm nó. Ờ. Nó đó, nó làm sẵn cho mình nè. Nó làm sẵn cái lỗ. Dưới tay nó làm sẵn vậy. Đó, mình nấp gió là cái lúc mình đội mũ bảo hiểm vô là cái cầm của cái mũ bảo hiểm thì nó sẽ nằm trên cái bình xăng nè, nó là đúng. Dạ. Yeah. Ồ, em thấy là anh cái xe này nó có phục điện tử, ở quên cái trợ lực điện tử nhưng mà anh gắn cái trợ lực thường ha. Tại đúng sao rồi, lại phải xài cái trợ lực này anh? Cái trợ lực của thằng GTN thì cái trợ lực điện tử nó rất là dở. À. Nó sẽ như vậy. Ồ, nó lỏng. Ồ. Nó chỉnh là lúc xe nó chạy càng nhanh thì nó cứng hơn xíu nhưng mà nó không có bằng được cái này. Đúng rồi. Bằng cái, chạy nhanh mà vậy là hơi bị mệt mỏi đó. Hơi yếu á, lúc mà nó lắc lại. Còn cái này mình chỉnh nó nặng. Nó nặng hơn. Đó đúng rồi. Ồ, nặng thiệt. Thấy rõ luôn á, để cho em thử được không? Ồ nặng lắm anh em ơi. U dạ. Nó nặng ha, cái cổ. Dạ. Còn những cái thường thì cái trợ lực nó yếu. Dạ. Ờ em hiểu rồi. Mấy bạn Việt Nam nên thay cái cổ này, thay cái này cho nó an toàn. Dạ. Nếu mà chạy nhanh. Đó. Hộp gà là nó lát dữ lắm. Mấy anh em đây chạy đây biết hết rồi. Mấy anh em mà hộp gà ăn nó lát dữ. Dạ. Xe này để đây khách để đây làm phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mới đổ hộp số xong rồi thì chạy ra tuôn lần nữa thôi. Dạ. Quá đã luôn á. Chiếc này cũng được tuôn lại. Chiếc này thì làm gì anh? Chiếc này em thấy là có bua Brox nè. Dạ, yeah, bua Brox thằng này tháo thắng này. Ồ, tháo thắng đúng rồi. Em cũng bị tháo thắng này. Tháo thắng trước thì cho nó. Vì nó tháo thắng trước thì cho nó nhẹ bớt cái xe đi. Để nó bị ma sát nữa. Nó thằng nó tháo thắng rồi. Như thằng nó tháo hết 2 thắng rồi không chạy có một cái. Đó thì anh em thấy đó, tức là như anh Khôi giải thích đó, thì những cái con số mà trên dyno á, nhiều khi nó cũng không có nói lên được cái điều gì đó. Cái quan trọng là mình đem ra đường mình chạy, chạy ăn xe người ta, cái đó mới là cái quan trọng. Tùy theo người chạy. Dạ đúng rồi. Thì mình tuôn cái xe mạnh thì mạnh nhưng mà người chạy nó không biết chạy thì cũng như không. Thì cái tay thắng của chiếc này thì mình muốn để zin hết rồi. Mình kho mấy cái lỗ này để cho gió nó đi vô. Oh. Nếu mình chạy càng nhanh á thì nó như gió nó cạn á, nó làm cho cái nó bóp thắng lại. Ồ. Oh. Mình không có để ý lúc mình chạy, mình không để ý nhưng mà nó chắc chắn là có đúng không? Có. Ồ, oh, rất là kỹ nha anh em. Tại khi mà nó bóp nhẹ, nó không có bóp mà bóp dày đâu. Nhưng mà nó sẽ hơi thế này thôi thì nó sẽ ghì cái xe mình lại. Ồ. Oh. Có những cái tay thắng thì nó khoan sẵn. À. Khoan lỗ sẵn là bị vậy đó. Oh. Giờ mới hiểu cái lý do tại sao nó lại có cái lỗ. Chứ trước giờ em mới ủa chắc nó làm vậy cho đẹp thôi. Giờ mới hiểu lý do. Oh. Tức là từng ly từng tí nha. Từng cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Nhưng mà nó tạo ra cái sự khác biệt. Đó, thấy không? Ủa cái công tắc này là công tắc gì anh? Cái đó cho cái natural. À. Mình tắt là mình không có bấm vô được. Dạ, không bấm được. Ồ, tắt này ha. Bật lên. À. Quá đã. Ok. Vậy là được cái đó. Ok thì đó là những cái chia sẻ rất là chi tiết. Như là mình hôm nay thì được mở mang tầm mắt rất là nhiều, rất là nhiều những cái thông tin mà trước giờ thì coi YouTube thì chỉ coi chứ không có hiểu,
coi mấy YouTube mà người ta đua xe đó, mình coi mình không có hiểu là tại sao người ta lại làm như vậy, nhưng mà hôm nay thì hiểu rất là nhiều. Ok, cái video này á thì tới đây là kết thúc ha. Anh em nào mà thích thì nhớ like, share, subscribe, và nhớ anh em nào mà ở Texas thì có thể đem xe trực tiếp tới, chịu khó đem xe trực tiếp tới chỗ anh Khôi luôn. Mình có số điện thoại với lại cái Facebook của anh Khôi ở trên màn hình cũng như là trên cái phần description. Có thể liên hệ trực tiếp rồi đem xe tới cho anh Khôi làm, anh Khôi chạy trực tiếp luôn. Còn anh em nào ở xa đó không đem xe tới được thì hãy gửi cái ECU qua cho anh Khôi. Anh Khôi, anh có thí dụ như bạn bè em, thí dụ như nhiều người họ không có GXNR thì họ có cá mập, rồi họ có CBR, anh làm luôn không? Cá mập CBR cũng được. Được ha, làm hết ha. Thí dụ như mấy chiếc R1 rồi này kia, even là mấy cái xe thí dụ như là em xe Nhật, xe miễn xe Nhật là được ha. GX cái gì FZ09 rồi này kia, mấy cái xe đó anh làm luôn ha. Đó, ok, thì anh em cứ gửi qua ha. Chi phí thì rất là phải chăng, chỉ có 250 cho một cái ECU flash, rồi 350 cho cái mà chạy ra đường, rồi chỉnh trực tiếp luôn, rất là phải chăng. Đó, anh kêu em rất là nhiều.